Quý vị và khán giả đã đến với chương trình Vì Sao Mình Cưới, một chương trình mà chúng ta sẽ gặp gỡ với những cặp đôi vô cùng thú vị. Mình tên là CJ và đây là vợ mình. Ôi xì hơi, phải dình lúc nào mà phải đóng kín cửa hoặc là phải hai vợ chồng hoặc phải đóng ô tô, nhưng mà kiểu phải anh ấy giữ ở ngoài cho nó. Này đấy ạ. Anh ấy mình thấy anh ấy cũng có rất là nhiều điểm chung hết nhỉ. Đang buồn lắm luôn nhưng anh cứ vẫn cố như đến lúc mà đứng bên cạnh em. Vào đấy xong rồi đóng cửa lại, xong bắt đầu mới anh mới làm cái đấy. Và hôm nay mình có một cặp đôi vô cùng đặc biệt, chúng ta hãy cùng làm quen nha. Xin chào bạn Trang và bạn Nhật Anh. Xin chào các bạn, mình là Nhật Anh, là một YouTuber. Xin chào mọi người, mình là Trang Đinh, là vợ của anh Nhật Anh và là hiện tại thì đang kinh doanh tự do. Xin chào, có một câu hỏi rất là đặc biệt. Duyên nào khiến hai bạn gặp gỡ nhau và làm quen với nhau? Bọn mình thì là có một nhóm bạn chung, các anh chị chơi cùng với nhau, thế là trong một buổi đi chơi chung thì hai người bắt đầu gặp nhau. Nhóm gặp nhau thì là tự vô tình gặp nhau. Từ khi gặp nhau thì ấn tượng đầu tiên của hai bạn về nhau như thế nào? Em không có ấn tượng gì vì em không biết anh này, hồi đấy là anh ấy làm YouTube rồi nhưng em thực sự không xem. Giống em. Không phải đối tượng khách hàng. Thế Trang, lúc mà các bạn gặp nhau đầu tiên, tại sao hai bạn lại có duyên nói chuyện với nhau? Và sau khi nói chuyện với nhau thì hai bạn có ấn tượng gì với nhau không? Ban đầu là cũng khi không ấn tượng với nhau như thế thì điều gì đã khiến hai người nói chuyện với nhau? Xong rồi lúc về nhà thì các anh chị ngồi cùng bàn, xong rồi cũng nói chuyện qua lại với nhau, xong tự nhiên lại tag tên nhau vào để gắn ghép rồi trêu. Lúc đấy thì đang vui mà, thì cả hai đều cũng độc thân thì cũng trả lời qua lại rồi cũng trêu nhau. CJ có nghe đồn, không biết có đúng hay không, là hoàn cảnh của Trang lúc mà gặp Nhật Anh thì nó giống y hệt hoàn cảnh của vợ mình lúc mà gặp CJ. Bởi vì hồi đấy là vợ mình vừa mới chia tay người yêu được 1 ngày, thế là mình gặp nhau luôn. Thì cái hoàn cảnh đấy có đúng với hoàn cảnh của Trang không? Em thì cãi nhau với bạn trai cũng một thời gian rồi, nhưng mà xong rồi cứ rất là nhằng mãi không xong, thì em giờ em cũng hơi mệt với ốm với các thứ, em mới chán quá em mới kiểu muốn đi gặp bạn bè giải khuây ấy. Rồi thì tự dưng đi gặp anh này. Sau khi hai người đã bắt đầu nói chuyện với nhau thì ấn tượng đầu tiên về hai người là như thế nào? Chưa có ấn tượng gì nhiều. Ôi, bắt đầu nói chuyện rồi mà. Nói chuyện mà cái kiểu nói chuyện kiểu trêu nhau thôi. Cứ comment qua lại thôi. Không có Facebook của nhau luôn. Thế cái chuyện hẹn hò bắt đầu từ bao giờ? Vài hôm. Vẫn nói chuyện qua đội bạn ấy ạ. Ok. Sau đấy vài hôm thì đội đấy là tuần nào cũng đi chơi anh ạ. Đi chơi thì sau đấy thì cứ rủ nhau. Đi chơi với một cơ hội đi chơi với một bạn thì lại gặp rồi. Nhau. Nhưng mà đi chơi là đi chơi kiểu gì? Đi ăn uống ấy ạ. Ăn uống là đi đến khoảng hai đến khoảng 2 giờ 4 giờ sáng nhỉ? Nhà Trang tổng bố mẹ cũng là bộ đội nên là cũng khá nhiều. Nhà mình thì bố mẹ lại là giáo viên. Ôi, một sự kết hợp kiểu rất là truyền thống. Thế thì đến một thời gian thì Nhật Anh sẽ sẵn sàng rằng là ui, tôi muốn tán tỉnh cô này. Là từ lúc nào và điều gì khiến Nhật Anh quyết định là mình sẽ đi tới hướng đó? Nó cứ dần dần thấy có vẻ hợp hơn. Nhiều điểm chung, có nhiều cái điểm chung kiểu như là cấp 2 học chung trường chẳng hạn, không biết. Vậy thì xin rất là tò mò nhé. Gia đình của Nhật Anh thì là vừa là giáo viên đúng không? Còn gia đình của Trang thì là bộ đội. Thế thì lúc mà Nhật Anh phát hiện rằng là bố mẹ của Trang là những người trong gọi là trong ngành đi, trong bộ đội. Thì Nhật Anh có bị ngại, có bị sợ hãi không? Thật ra là trước khi được ship thì cũng được giới thiệu gọi là kỹ càng lắm mà. Đây là gia đình quân nhân này, đây gia đình giáo viên này, hợp nhau thế gì nữa được kiểu. Thế ai là người tán đối phương? Như có vẻ
này em chỉ muốn hỏi sang là điều gì từ anh Nhật Anh ngoài cái vẻ duyên dáng và dí dỏm ra thì điều gì là khiến em đổ anh ấy? Em thấy tính cách cũng hợp nhau này, rồi là nói chuyện một vài hôm rồi là các thứ, em thấy anh ấy vui tính. Em lúc đầu chỉ định làm bạn thôi, okay. Bởi vì là lúc đầu chỉ định ép Facebook để làm bạn thôi. Thế sau đấy thì một thời gian sau thì cứ thấy là cũng tìm hiểu rồi là cũng tiến đến một mối quan hệ kiểu yêu đương, em thấy hợp lý bởi vì là hai người hợp nhau mà. Cứ đồng hành cùng nhau thôi, xem là đến đâu thì đến. Như chị với cả anh Jay chẳng hạn, khi mà chị biết anh Jay cũng là một người khá là nổi tiếng ở trong cộng đồng YouTube và cũng có nhiều fan ở bên ngoài, thì chị cũng cảm thấy là có một cái gì đó khác biệt. Nếu như mình nhận lời yêu thì nó sẽ khác với cả những cái người đàn ông trước mà mình đã từng hẹn hò. Thì Trang có cảm thấy như thế với cả Nhật Anh không? Từng yêu một người nổi tiếng à? Có nổi hơn Nhật Anh không? Cũng có chứ. Trời ơi, chắc mình vì chắc là không biết Nhật Anh là ai. CJ lỡ xem một cái clip. Đây là cái clip mà Nhật Anh so sánh chó với bồ. Nhật Anh nói rằng là cái việc nuôi chó nó sướng, sướng là việc nuôi bồ. Thế Trang nghĩ sao về cái việc này trước khi đổi ý? Trang đã xem video đấy chưa? Đã yêu rồi. Nói chung là anh Nhật Anh trước khi đăng cái đấy là đã nói chuyện với em rồi. Thế sau đấy chứ thực ra ở ngoài không nuôi chó, cũng không nuôi mèo gì cả. À, nó chỉ là một cái con tem thôi đúng không? Anh ấy làm cái đấy để kiểu so sánh và kiểu như là phục vụ công việc. Thế em nói sao khi mà biết được cái ý tưởng đấy của Nhật Anh? Em thì bảo thôi, thực ra là công việc của anh thì em luôn ủng hộ thôi. Chỉ có điều là khi mà cái video đấy lên trên mạng xã hội thì mọi người bạn bè em kiểu em bảo thôi mà ôi sao lại để cho người yêu nói như thế này các kiểu. Điều gì khiến hai bạn quyết định là mình sẽ đến việc kết hôn? Thật ra thì cả hai bên thì cũng đang gọi là bố mẹ cũng muốn là cả hai lập gia đình. À. Hai người thì thấy hợp nhau mà thấy đây là đối tượng của mình rồi. Chung kết chốt thôi. Ôi, thế là đến gọi là đến bến xe cuối cùng. Nhà. Cái sự kiện nào khiến cho Nhật Anh quyết định cầu hôn? Nó cũng hơi mang tính thủ tục một tí vì là thật ra là khi cầu hôn thì đã chốt cưới hết các kiểu rồi. Thì hỏi tóm lại là ông có cầu hôn không ấy? Có. À. Nhưng mà cũng muốn làm cái gì vui vui bất ngờ cho. Thế xong Trang có bị bất ngờ không? À. Cũng nghĩ là tại sao cưới mà lại không được cầu hôn kiểu à. Kiểu thấy bạn bè được cầu hôn mình, kiểu bố mẹ sang nói chuyện các thứ rồi, bố mẹ anh Nhật Anh sang rục rã rồi. Ui. Chốt các thứ rồi xong rồi bảo chán thế, người yêu chả gì cả đấy, người ta gọi là việc của người lớn đó. Ok, wow. Ở văn hóa Việt Nam nhỉ, dù thế nhưng vẫn đang có sự đồng thuận của hai người. Không phải là bị gọi là bố mẹ đặt đâu ở đây đúng không? Lúc mà được cầu hôn thì em cũng bất ngờ, cũng vui sướng đúng không? Ok, có lẽ là kiểu là cho hai người hẹn nhau đi ăn một bữa gọi là đón đi đấy, xong rồi xuống xe ngồi bảo Trang ơi lấy anh cái kẹo. Lúc đấy mở ra thì mình đã chuẩn bị sẵn cái hộp kẹo cao su thì vẫn như thế, nhưng mà mở ra thì có nhẫn bên trong. Nụ hôn đầu tiên diễn ra như thế nào? Diễn ra như thế nào và lúc nào? Kiểu bị gạt ghép thôi. Không, đấy là kiểu các anh chị kiểu thách ấy, thách kiểu ngoại ấy. Kiểu đây kiểu là mượn rượu tỏ tình. Hôn nhau mới bắt đầu đến việc không hôn thôi, thông miệng à? Kiểu kiểu đấy thôi. Thế như thế đấy là coi như là một nụ hôn thử thách thôi, nhưng mà cái nụ hôn mà tràn đầy cảm xúc mà gọi là nụ hôn đầu tiên của hai người yêu nhau ấy. Phải lâu chẳng nhớ lắm đấy. Em chỉ nhớ cái quả đầu kiểu chiêu nhau vui vui thôi. Sau là tìm hiểu cũng lâu rồi. Người ta hay nhắc đến chuyện đó, lần đầu tiên làm chuyện đó thì có phải lại người gì đó thì không, hay là đi chơi chung? Lại đi chơi chung? Đi chơi xong rồi. À, nhưng mà lần này đi du lịch với bạn bè. Đi du lịch chung. Hai người có thể kiểu diễn tả lại chuyện đó nó xảy ra, lần đầu tiên nó xảy ra như thế nào? Ở đâu? Bao giờ? Tiết lộ là đi lần đầu tiên đi du lịch thôi ạ. Cho mình hỏi hai bạn là hai bạn gặp nhau khi còn đang độc thân đúng không? Và yêu nhau sau đó thì là đi đến kết hôn một cách rất là tự nhiên và cảm giác mọi chuyện rất là dễ dàng. Thế thì có bao giờ cảm thấy tiếc nuối cái cuộc sống độc thân của mình không? Hoặc là có điều gì đấy khiến hai bạn tiếc nuối không? Mới kết hôn hoặc là trước khi kết hôn thì em bị kiểu cũng khá là hoang mang, bởi vì là đang ở cùng với bố mẹ, tự dưng lại phải xa
sang một nơi ở mới rồi là làm quen với cả cuộc sống sinh hoạt mới thì em được cái cũng khá là bâng khuâng, thì em cũng hơi bâng ngỡ. Thì em có nói với anh Nhật Anh là kiểu em sợ là em không thích nghi được ấy, tại vì bao nhiêu năm sống với bố mẹ rồi, tự dưng bây giờ xa nhà ấy, thế là anh cứ động viên là thôi cố gắng rồi kiểu bố mẹ anh thì thế này thế kia các thứ vân vân, là để em biết trước về tình hình gia đình rồi sinh hoạt các thứ ấy. Vậy là em ở chung với bố mẹ chồng luôn. Vâng. Thế còn Nhật Anh thì sao? Trước khi kết hôn em cũng là một người cũng có nhiều mối quan hệ bạn bè và xã hội rất là rộng này. Rất năng động và đi chơi nhiều, đi quay nhiều. Thế thì lấy vợ xong có thấy tiếc không? Thế em thấy cũng không khác gì lắm, bởi vì trước khi kết hôn thì bọn em cũng yêu nhau 3 năm. Cái lúc cưới với cả lúc yêu thì nó thật ra nó cũng không khác nhau gì. Nhật Anh là không thấy khác lắm. Nó chỉ là thay đổi chỗ ở của đối với Trang thôi. Còn đối với Nhật Anh thì vẫn ở nhà. Một điều nữa mà Phương muốn biết đấy là sau khi cưới thì là kết thúc 3 năm yêu nhau, bây giờ là mình đã hợp pháp hóa cái mối quan hệ rồi. Thì có người nào bắt đầu có những cái thay đổi sau hôn nhân không? Bọn em thấy bọn em vẫn thế, vẫn như những ngày đầu. Chỉ có đấy, chỉ có thêm thành viên thì là cuộc sống sinh hoạt nó khác thôi, còn về tính cách hay về các thứ thì nó vẫn thế nhờ. Các bạn làm vợ chồng son được bao lâu? Bọn em thì cũng không được lâu lắm. Đợt đấy tức là về sau 2 tuần thì bọn em đi trăng mật 1 tuần. Sau khi đi trăng mật về thử 2 thì lại có luôn. Lúc đấy là cuộc sống bắt đầu thay đổi đúng không? Thế thì ví dụ như là có những cái cuộc vui sẽ phải giảm dần này, rồi có những cái thói quen mà của những người chưa làm bố chưa làm mẹ thì bây giờ là sẽ phải thay đổi hoàn toàn đúng không? Có thấy cảm thấy tiếc nuối gì không? Từ khi mà có em bé thì em thiên về gia đình ấy, em kể cả công việc hay là về tất cả mọi thứ em gạt lại để em chăm cho em bé. Em nếu mà có thay đổi chắc chỉ có anh Nhật Anh thay đổi hơn. Em có một cái thay đổi đấy là em phải đánh đổi cái công việc mà em đang làm giờ hành chính. Đấy, 4 năm gắn bó thì cũng khá là nhiều kỷ niệm, nhưng mà thôi vì con với cả vì vợ chồng em là tự túc trong em bé. Giúp đỡ của ông bà vì ông bà đang đi làm. Anh Nhật Anh cũng động viên em là thôi bây giờ cái công việc của anh lại không giống như các ông chồng khác, tức là việc của anh có thể làm ở nhà. Cả, nên là em có thể nghĩ đến phương án là ở nhà, hai vợ chồng cùng ở nhà, sau đấy thì mình sẽ tìm việc ở nhà cho vợ và có thể là phụ giúp cái công việc làm YouTube của anh Nhật Anh. Sau đấy thì em cũng khá là phân vân, mất mấy tháng, 1-2 tháng để quyết định. Và sau khi em quyết định như thế thì em có cảm thấy đấy là quyết định đúng đắn không? Đến bây giờ thì em thấy đúng đắn, bởi vì là em cảm giác như là mình tự tay chăm em bé rồi, là em thấy bạn dưới nhà em được có nhiều trải nghiệm với cả bố mẹ, với cả bên cạnh bố mẹ thôi. Theo như chị quan sát ý, là đàn ông Việt Nam thường là có một cái mặc định, đó là cái việc đẻ và việc chăm sóc con nhỏ, chăm sóc con khi con còn bé, còn sơ sinh ý, thì mặc định là của ông bà và của vợ. Thì Nhật Anh có đồng ý với quan điểm đấy không? Thật ra em nghĩ là đứa trẻ thì luôn cần có sự xuất hiện của mẹ, sẽ là người gọi là ở bên rồi giáo dục các thứ là chính. Tuy nhiên là ở gia đình em thì vì là em đặc thù công việc là còn có thể làm việc ở nhà nên là có sẵn những cái đầu việc là coi như là gọi là giao riêng cho bố làm rồi. Ví dụ như hồi vợ em đẻ, mới đẻ thì phải bắt sữa rất là nhiều, thì em hay phải rửa bình sữa rất nhiều. Nhật Anh sẽ là người làm việc tay chân, còn Trang sẽ là người tập trung vào việc giáo dục của bé. Nhưng mà có nghĩ là như thế nó sẽ không được công bằng với việc tất nhiên là cũng có cả bố nữa. Nhưng ý là chỉ là mẹ nhiều hơn thôi. Ok, bây giờ đến phần mà khán giả đã mong chờ từ rất lâu rồi. Đây đến phần bóc phốt. Dạ chào chị nhá. Chị chủ động giới thiệu về bản thân của mình. Những cái điểm mạnh, điểm yếu, những cái thông tin cơ bản về bản thân, ngày tháng năm sinh, hiện tại chị đang ở đâu, làm công việc gì ạ? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hải ạ. Và em sinh năm 1985 ạ. Dạ vâng. Hiện tại em đang ở phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu ạ. Dạ. Chị Hải làm công việc gì? Dạ, em làm công nhân anh ạ. Dạ, công nhân là mình làm trong mảng gì ạ chị?
À, em làm bên nồi thất á, ghế sofa với lại may rèm nữa. Mây rèm dạ. Vậy là không biết là thu nhập một tháng của mình là trung bình được bao nhiêu? Trung bình mỗi ngày thì được 8, 9 triệu, đánh được. Rồi. Chị Hải có điểm mạnh điểm yếu gì ạ? Em thì em thấy điểm mạnh của em chỉ có là phụ nữ thích chăm chỉ với lại biết chăm lo cho gia đình thôi, chứ em cũng không có điểm mạnh gì. Rồi, có vẻ điểm yếu à? Điểm yếu thì thấy ý là mình nhút nhát á, không có, với lại cái cam chiều cũng hơi hơi nhiều nên là chắc vậy nên khổ á. Kiểu vậy. Rồi. Vâng, thế vậy là trước giờ là chị Hải đã lấy chồng chưa? Có những cuộc hôn nhân nào chưa? Dạ có, em có gia đình và em đã ly hôn được 5 năm rồi. Em có hai cháu, nói chung là em đang nuôi hai bé gái. Hai bé gái mấy tuổi chị? Một bé học lớp 8 là gần 14 tuổi, với một bé học lớp 3 là 8 tuổi. Chị ly hôn là chị với anh đến với nhau từ năm bao nhiêu? Xong rồi lý do chia tay. Năm kết hôn vào năm 2000, quên, 2007. Dạ vâng, 2007 là kết hôn. Kết thúc vào năm 2017. Dạ vâng, lý do là sao thì kết thúc ạ? Nói chung thì cũng chồng bài bạc với vũ phu nên là em đơn phương. Là chị đơn phương chấm dứt ạ? À? Chị là từ trước giờ là mình ở Bà Rịa Vũng Tàu hay là quê quán mình ở đâu mình vào Bà Rịa Vũng Tàu ạ? Dạ, quê gốc của em là ở Nghệ An anh. Xong rồi Đúng em lấy chồng và vào trong này. lấy chồng là vào trong Vũng Tàu thì chồng chị là người trong này. Không ạ, chồng em cũng ở Nghệ An nhưng mà ý là đi vào trong này lập nghiệp. Rồi À. cũng có căn nhà nhỏ nhỏ trong này. Rồi sau khi ly hôn thì chồng về một cây làm. Thế ở ở Vũng Tàu thì hiện tại thì ba mẹ con sống là mình nhà thuê hay là mình đã mua được nhà rồi? Dạ, là căn nhà trước của hai vợ chồng ấy, rồi chồng em ly hôn nên chồng về quê lại, con được nhường lại cho mấy mẹ con ở. Vâng. Bây giờ chị muốn chương trình bạn muốn hẹn hò kiếm cho mình một mẫu người đàn ông như nào thì phù hợp với chị ạ? Nói chung thì em muốn một người đàn ông là không có rượu chè cờ bạc gì nữa thôi. Công việc ấy thì nói chung là nếu mà không sinh nở nữa thì tốt, mà nếu có, nếu sinh nở, nếu cần bị sinh nở thì phải có kinh tế thì em mới sinh, còn không thì thôi không dám sinh nữa. Để đàn ông mới biết chia sẻ với phụ nữ là về không có vũ phu cũng cờ bạc cả được. Rồi. Chị. Về chị nói một chút xíu về ngoại hình đi, chị thích những mẫu như thế nào? Ngoại hình em không quan trọng đâu anh, nhiều khi em còn nghĩ là càng xấu càng tốt nữa. Tại sao lại chị lại nghĩ vậy? Tại chồng em đẹp trai nên là lăng nhăng á, vậy em không cần đẹp trai nữa, em chỉ cần sau này có người để nương tựa về già thôi, thủ thỉ với nhau về già thôi, chứ không có quan trọng vấn đề gì nữa hết á. Về nghề nghiệp, vị trí vùng miền của anh ấy thì như thế nào ạ? Vùng miền thì nói chung là trong miền Nam này càng tốt, trong ngoài đó. Nói chung là em cũng không phải là em phân bì này kia nhưng mà cũng có vẻ em không có thích trai ngoài ngoài đó nữa. Tại vì sao, ngoài đó cũng cũng có nhiều cái. Trời đất, em thích trai ở trong này, trong miền Nam đó là được. Nghĩa là thích người trong miền Nam. Ví dụ ở Sài Gòn, miền Tây thì nếu mà quen nhau thì anh chị có kết nối được không ạ? Dạ được, dạ được anh, chắc là được này, nói chung là cũng tùy thuộc ở bên đó nữa nhưng mà được. Ý là em chịu, nếu mà ở miền Nam là được, cũng được. Rồi. Bây giờ những cái điểm gì mà chị đặc biệt không thích ở đàn ông?
ngoài đàn ông thì em có một cái em nói chung ngoài cờ bạc rượu chè ra thì em không có thích, là tại vì em không ngửi được mùi thuốc lá nên em mới không có thích đàn ông hút thuốc. Không thích đàn ông hút thuốc. Rồi. Còn rượu chè thì nói chung là cũng uống được là được, đừng có bay ngược là được. rồi. Có bất cứ gì chia sẻ về cái mẫu người mà chị mong muốn ấy thì chị có nói nha. Hai 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 con của chị biết là chị đăng ký tham gia chương trình đúng không ạ? À, hai con nó thì không có biết nhưng mà ý là cũng ủng hộ mẹ lấy chồng. Dạ, các cháu nó nói nào ạ? Dạ thì cũng bảo là mẹ mẹ kiếm người đi chứ sau này con không nuôi mẹ À. đâu. Nên nhiều khi dẫn tôi vui nó nói là mẹ mẹ lấy chồng đi. Chị ơi, cho Dạ em hỏi vâng, nghề rồi. nghiệp bạn trai chị đang mong muốn là gì á? Nghề nghiệp thì em không không có quan trọng là làm cái gì đâu chị, mà chỉ cần có thu nhập ổn định là được ạ. Thu nhập ổn định đối với chị là bao nhiêu ạ? Tính khoảng 10 hơn 10 triệu gì xíu, nói chung là ổn để lo cho gia đình được. Rồi ví dụ như anh ấy đã từng kết hôn có con được không? Được ạ. Nhưng mà con lớn thì càng tốt ạ. Còn về tuổi tác chị có mong muốn bạn trai cỡ khoảng bao nhiêu mà? Khoảng 50, 50 là 45 đó. Từ 45 tính là, cho đến 50 đúng không? Rồi còn ok rồi. Chị còn có mong muốn gì nữa không ạ? Dạ không ạ. Rồi. Ok rồi, cảm ơn chị ha. Rồi đây là một buổi casting thôi, thì có gì sẽ có một biên tập làm việc với chị sâu hơn đó. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ anh chị ạ. Dạ. Là một buổi casting của bạn Nguyên Hò để coi là cách chị nói chuyện cái thể hiện như thế nào á. Thì bây giờ câu chuyện của mình á thì mình sẽ tự chủ động giúp em ha. Dạ. Rồi bây giờ chị giúp cho em giới thiệu giúp em về cái họ tên, tên tuổi, quê quán của mình với. À, dạ em chào chương trình thì em tên là Nguyễn Thị Như, hiện tại thì em đang công tác tại Hồ Chí Minh, thì em là người Quảng Nam. Em sinh 28 tháng 5 1989. Dạ. 1989 Hiện hả tại chị? dạ 89 ạ. Ừ. Rồi chị làm nghề nghiệp gì? Em là dược sĩ ạ. Hiện tại thì em đang làm nhân viên ở công ty dược thôi. Dạ rồi. À, mình có tài lẻ nào không chị? Ca hát hoặc là nhảy đầm gì đó. Dạ không. Em Không tài lẻ gì đó. không có tài lẻ. Dạ Ồ rồi. À, vậy thì chị cho em biết về cái điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè. em nghĩ là điểm yếu của em chính là không có những cái tài lẻ đó. Còn điểm mạnh thì ngoài thì về nấu ăn thì em vẫn có thể nấu nấu ăn được. Rồi kiểu em sẽ là kiểu tiếp người của phụ nữ gia đình á. À, tiếp người phụ nữ của gia đình. Vậy thì chị cho em hỏi xíu nữa ha. À, nếu như vậy thì những người đàn ông khác họ sẽ rất là những người phụ nữ của gia đình, thì chị đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? À, thật ra về mối tình chính thức thì em chỉ có một mối tình, chia tay ở đây cũng đến bây giờ cũng khá lâu rồi. Thì mình đã kết hôn chưa chị? Dạ chưa, em vẫn còn độc thân ạ. À, Dạ. là mối tình chính thức, trước giờ chỉ là một mối tình, thì mình quen nhau được bao lâu? À, 5 năm ạ, mối tình đó em quen 5 năm, gần 5 năm. Rồi quen 5 năm cũng dài đó, thì Dạ. sao tự nhiên mình lại chia tay vậy chị? Cho mình không tiến tới hôn nhân. Có cái giai đoạn đó có thể làm nhiều cái bất đồng, với lại bạn bạn đó sẽ lúc đầu thì ở chung thành phố nhưng mà sau đó bạn ở xa thì không có thống nhất được việc, lúc đó cũng còn trẻ nên là cũng chưa 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 có nhiều cái điều kiện để có thể đi tới hôn nhân. Rồi gia đình có nói gì về, về vấn đề đó không chị? Ý là hỏi sao mình quen nhau 5 năm rồi sao hai đứa không gì đi, hoặc là có hỏi về sao mà chưa lấy chồng không? Thì cũng là một cái áp lực hiện tại nên là em mới đăng ký tham gia đó. À,
Dạ. Nhưng mà ý là chẳng lẽ gia đình không giới thiệu cho chị một người nào ở xung quanh mình hả hay sao? Cũng có được là mai mối vậy đó, nhưng mà mình cảm thấy không phù hợp, hoặc là cũng em cũng có tham gia những cái chương trình, những cái app hẹn hò như là Tinder hoặc là Facebook thì cũng gặp, nhưng mà vẫn chưa tìm thấy người mà mình cảm thấy có thể gắn kết lâu dài. Ừ. Vậy thì chị cho em biết cái sự không phù hợp của chị là cái gì để em biết em kiếm bạn trai cho chị nè. Em nghĩ thì cũng hy vọng là sẽ tìm có một cái người có thể kiểu hướng về gia đình một chút á, em thích kiểu này. Nhưng mà sao ta, nhiều khi mình chỉ tiếp xúc mà mình không có cảm xúc thôi. Tiếp xúc mà không có cảm xúc Có nghĩa là mình không có cảm giác, không có cảm giác được cái đối tượng mà mình, những người mình gặp ở trên đó, mình có thể đi được lâu dài hơn á. Cái đó là cái giống như cái cảm giác á. Còn em thì cũng không có tiêu chuẩn gì cao đâu, chỉ cần em cũng không có quan trọng cái việc đó là đàn ông đã có gia đình chưa, đã có gia đình rồi hay hay chưa thì nó không phải là vấn đề. Nhưng mà em mong là gặp được một người thì trong nó bản lĩnh một chút, có nghĩa là có bản lĩnh, có trách nhiệm, kinh tế nó cũng ổn định. kinh tế ổn định là chị mong muốn bạn 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 trai là nghề nghiệp như thế nào và cái mức thu nhập của chị mong muốn của bạn ấy là như thế nào. Có thể là ngang em hoặc là cao hơn em. Chị cho em biết là cái hiện tại bây giờ chị thu nhập được bao nhiêu? Trung bình khoảng 20. 20 triệu. Vậy thì chị mong muốn bạn ấy là sẽ 20 triệu đúng không? Hoặc là hơn đúng không? Thì chắc là về cái này là phải về kinh doanh này nọ đúng không chị? Không sao hết, làm ngành nghề gì cũng được, không quan trọng. Ok. Rồi, còn ngoại hình thì chị mong muốn bạn ấy như thế nào, đẹp trai số mới. Em thấy không, em không quan trọng ngoại hình lắm đâu, tại dễ nhìn là được rồi. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là ngoại hình nó không phải là cái vấn đề của em khi đi tìm người, cái người đồng hành với mình. Vậy chị mong muốn chiều cao của bạn ấy như thế nào? Tại vì em khá là thấp nên là chắc chắn là các bạn nam sẽ luôn luôn cao hơn em rồi, nên Chị là cao em bao nhiêu? cao 1m50 à. Cao 50 nên là 1m60 là chị cũng cảm thấy là nó cao hơn đúng không? Ok. Rồi. Về cái tuổi tác nha, chị mong muốn bạn ấy như, cho em một con số nhất định đi. Lớn hơn em hoặc là lớn em 10 tuổi đổ lại. Lớn hơn 10 tuổi đổ lại là bây giờ 89 đúng không? Nhỏ hơn 1-2 tuổi được không? Nhỏ hơn 1-2 tuổi. Em cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện là mình sẽ tìm một người nhỏ hơn mình ơi. Tại vì cảm giác các bạn nhỏ hơn thì em sợ nó sẽ không đủ chín chắn hơn em. Ok, lớn hơn tuổi chị ha. Rồi, mình còn mong muốn bạn trai như thế nào nữa không nè? Ông nếu như trường hợp là nếu cảm thấy có một cái profile mà nó phù hợp nhưng mà nhỏ hơn 1-2 tuổi cũng được, không sao nha. Rồi, chị không thích gì ở bạn trai nữa không? Bạn trai hả? Em không thích người gia trưởng và người thiếu ý chí cầu tiến. Người gia trưởng. Bạn trai mà hài hước được thì rất là tốt, có một người bạn trai mà có thể hài hước thì gì đó nó sẽ thu hút được em. Ok rồi. Đây là một buổi casting thôi thì có gì là sẽ có một bạn biên tập làm việc với chị sâu hơn ha. Nha. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi. Cảm ơn.